Hello, hello. Chào các bạn. Mình tiếp tục chơi game trò Hunting Simulator.
kiếm khó khăn hình nha các bạn ha, xin cái hình nha, rồi xin cái hình lưu lại rồi, giết chết một con hươu hôm nay mình lưu lại rồi. Sang được con hươu rồi, được rồi. Đó, một con nó kìa luôn bạn, nó bỏ ra kìa. Mình thấy nó nè, mình thấy nó bằng tiếp, mình vẫn thấy nó nha, mới đi đó mà. Mình mới vừa thấy nó đó. So it's not me.
sự quá các bạn. Mình đi săn bò rồi. Khổ cực chưa? Không có gì đâu. Cố gắng. Săn càng nhiều càng tốt nha. Mình vừa mới săn được một con hươu hôm nay nhé. Đó, mình mới thấy nó đâu hả? Sói
tem. Bò đấy các bạn, cũng gần như thấy những bò nó chạy đấy. Đi chơi nữa không thấy con nào hết trơn. Thank you.
con, thêm một con nữa. Too many shots to go now. Kiếm con nữa các bạn. Kiếm chết con nữa rồi. Con thứ hai nhé. Hai con luôn nha. Chết hai con rồi, nó không có tính cho mình nhìn trên ta ha. Chết hai con rồi, không có tính chứ. Hai con rồi, không có tính. Bữa nay bị săn cũng khá ngon nữa các bạn. Hai con rồi nhé. Tính không một cái đó. Các bạn, bây giờ mình thêm một con hươu nữa nha. Thêm một con hươu nữa nha, mình sang được hai con nha. Bây giờ thì mình tiếp tục mình sang cho hết. Hai con rồi nhé. Two deer. I shot two deer. Plum is two deer. And now find another. Shot another one. One more. One more. I will finish. Finish hunting game today. Very, very funny. Chạy đi. Run. Đeo. Đeo. Đeo.
tôi đi bộ đường. Xong một con nữa nha các bạn. Con cáo bữa nay sang hai ngu một con cáo nè. Cáo giá gì cho nổi, cái con này còn mong người lên xe đẩy xe kéo mà kéo nó về sao mà kéo nó nổi. Hôm nay đi săn một con hươu một con cáo nha. Lại một con cáo này nha. Đó. Con cáo này nha. Này đi săn cũng khá là giờ trúng mùa đó. À nằm xuống này, nằm xuống có một con nữa. Có một con nữa, bữa nay chưa mắm rồi. Này chưa à, trúng rồi. Trúng mùa các bạn. Thấy một con nữa từ xa, thấy một con nữa. Thoát ẩn thoát hiện. Hôm nay đi săn đây mình trúng nha, mình trúng hai con hươu một con cáo. Two deer and one cover guy. Mình bắn chết hai con đó. Ba lần chứ không phải hai đâu, ba lần chứ ba. Kiếm gì thế này chắc chắn là sẽ còn nữa. Kiếm gì thế này đi. Này săn vậy là quá vui rồi các bạn ạ. Bữa có hôm cũng có con hươu nào ở trên bắn đại con cáo là thành công rồi. Hôm nay đi săn được 3 con. Thật là vui gì đâu vui các bạn ạ. Thật quá vui đi các bạn ạ. Coyote hay là một con coyote nữa. Đấy là người chúng không? Chúng luôn các bạn. Thank you.
Nó cũng hết giờ các bạn. Hôm nay mình làm một cô gái, một cô lấy làm hai quay, hai quay tail deer bonus, một kuru coyote, một mulader, out of time, hết thời gian. Nó làm sao đó mình đó là bắn được một con coyote, một con coyote và một con hai con hươu, nhưng mà bây giờ này nó nói là không có gì chân, tổng số tô con không có gì chân, không có điểm, tức không. Nhưng mà thôi kệ. Lần sau mình sẽ chơi game này nữa để mình hoàn thành nhiệm vụ, coi nó nhiệm vụ nó như thế nào mà mình chơi hoài không hoàn thành hôm nào. Rồi xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì like, share, đăng ký, subscribe, ủng hộ kênh mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn. Bye bye.